Chào quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 3 tới đây, thành phố Bạc Liêu tổ chức lễ tiễn đưa 149 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, sư 330 quân khu 9 nhận 93 quân, lữ đoàn 29 thông tin quân khu 9 nhận 40 quân, còn lại vào biên chế tỉnh đội và bộ đội biên phòng tỉnh. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Bạc Liêu thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng và đúng luật, gắn với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hiện nay 100% thanh niên đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Trong những ngày trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, các cấp các ngành tại thành phố Bạc Liêu đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị gọi đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018. Công tác tuyển quân năm nay, thành phố Bạc Liêu có nhiều thuận lợi. Về cơ bản, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội. Chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay cao hơn các năm trước, nhất là các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ học vấn. Trong số 149 thanh niên nhận lệnh nhập ngũ lần này, phần lớn có trình độ từ lớp 12 trở lên. Số thanh niên đã tốt nghiệp các trường trung học, cao đẳng, đại học cao hơn năm trước. Để công tác tuyển quân năm 2018 đạt kết quả tốt, đã qua, thành phố Bạc Liêu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ này, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Trước hết, thành phố Bạc Liêu thực hiện nghiêm túc các khâu khám sức khỏe, bình chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất, lý tưởng, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam cho thanh niên. Đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, động viên thanh niên trúng tuyển an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cũng như các năm trước, năm nay thành phố Bạc Liêu tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ với mức tối thiểu là 3 triệu đồng một người. Số tiền này nhằm giúp thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có thêm nguồn vốn để tạo dựng nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. Do có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt nên đến thời điểm này, tất cả 100% thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ đã có mặt tại địa bàn cư trú, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Đến giờ phút này thì có thể nói là nhận định về cái chất lượng công tác tuyển quân năm 2018 thì tương đối là tốt. Có nhiều điểm là tiến bộ hơn năm 2017. Về chất lượng sức khỏe của thanh niên, tỷ lệ thanh niên trúng loại 1 thì cũng cao hơn. Trình độ văn hóa thì cũng có nhiều điểm cao hơn năm 2017. Để làm tốt cái công tác đưa quân năm 2018 thì các cấp chính quyền cũng như là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của thành phố đã tích cực tham mưu cho ủy ban thành ủy làm tốt mọi cái công tác chuẩn bị, nhất là cái công tác hậu phương quân đội, đã vận động các cấp ủy chính quyền cũng như toàn thể nhân dân quan tâm vấn đề chính sách, vấn đề điều kiện mọi mặt để cho thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Cụ thể là về cái năm nay thì giống như mọi năm thì đơn vị cũng tham mưu cho ủy ban nhân thành phố, thành ủy ủy ban nhân thành phố tiếp tục hỗ trợ cái sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Cụ thể là thanh niên đi những đơn vị ngoài tỉnh thì sổ tiết kiệm là 5 triệu đồng, thanh niên đi trong tỉnh thì 3 triệu đồng. Ngoài ra thì các phường xã thì cũng đã vận động các cái mạnh thường quân ủng hộ nhiều cái quà cũng như là tiền để chuẩn bị cho anh em an tâm lên đường nhập ngũ. Trên cơ sở đó thì Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của phường xã bám vào đó thực hiện tương đối là khá tốt. Những cái các cái trường hợp vi phạm trong cái lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các bước đều tiến hành là nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo quy định. Từ đó mà cái ý thức chấp hành của thanh niên cũng như gia đình thanh niên trong cái thực hiện nghĩa vụ quân sự của các cái phường xã cũng như nói chung trên địa bàn thành phố thì cũng đảm bảo hơn, và cái thực hiện cái quy trình xử lý cũng vào cái nề nếp kỷ luật hơn. Công tác tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018 được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường tại thành phố Bạc Liêu thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng và đúng luật. Danh sách thanh niên trúng tuyển và miễn quản được niêm yết công khai rõ ràng. Đã qua, Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã đều tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân cung cấp lên kế hoạch và phương án về công tác tuyển quân năm 2018. Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Xử lý nghiêm các hành vi trốn tránh khám tuyển, bỏ ngũ.
Đặc biệt, trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, các xã phường tại thành phố Bạc Liêu đều tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên trúng tuyển. Tổ chức các buổi gặp mặt tặng quà Tết cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và số thanh niên sắp lên đường nhập ngũ năm 2018. Đối với đơn vị phường Nhà Mát thì về đến thời điểm này thì công tác tuyển quân năm 2018 thì cơ bản là ổn. Rồi trước khi mà chuẩn bị đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018 thì đến thời điểm này thì đối với đơn vị phường Nhà Mát thì đã thành lập đoàn để xuống tận nhà phát lệnh gọi cho thanh niên cũng như là tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thanh niên đang tại ngũ và thanh niên là mới xuất ngũ. Thì cơ bản thì nhìn chung năm nay thì đối với thanh niên phường Nhà Mát cũng như là gia đình thanh niên thì đều an tâm tư tưởng, chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự. Thì đến thời điểm này thì nói chung là tất cả thanh niên thì chúng sẵn sàng lên đường nhập ngũ thôi, cơ bản là ổn định. Thì qua sơ xét thì đến thời điểm hiện tại thì qua cái công tác khám tuyển thì đến giờ phút này thì thành là trúng tuyển được 28 quân. Thì nhưng mà chỉ tiêu của thành phố thì đưa ra chỉ có 11 thôi. Nói chung là cũng rộng cho địa bàn xã. Nói về chính sách hậu phương quân đội của xã trong cái thời gian qua thì ở xã năm nay có phát động một cái từ năm 2017 đến nay thì có phát động một số cái phong trào cụ thể như là vận động thanh niên viết đơn tình nguyện đó. Thì sau khi mà thanh niên đó viết đơn tình nguyện rồi lên đường nhập ngũ đó thì sau 15 ngày thì chỗ đơn vị sẽ tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó là trao tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng là 1.000.000 đồng cho một hộ gia đình thanh niên có con em lên đường tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc hàng năm đó. Thì qua sau khi mà thanh niên lên đường rồi thì xã sẽ tiến hành vận động các cái mạnh thường quân đó để tạo cái nguồn làm sổ tiết kiệm cho em, cho các em mà tham gia nghĩa vụ đó. Thì đối với mà cái số mà thanh niên tại ngũ trong tỉnh thì mỗi một sổ tiết kiệm như vậy là 3.000.000 đồng, còn ngoài tỉnh là 5.000.000 đồng. Thì sau khi em nó hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương thì đến chỗ xã đó, đăng ký nghĩa vụ bị thì xã sẽ trao sổ tiết kiệm cho em. Với vai trò là tổ chức đoàn thể đảm nhiệm công tác tuyên truyền vận động, đã qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bạc Liêu phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục thanh niên nâng cao nhận thức về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Vận động hội viên, nhất là những chị em có con em trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tích cực tự giác đưa thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh gọi. Hội đã tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như hỗ trợ khó khăn cho gia đình quân nhân tại ngũ, gia đình có thanh niên trúng tuyển, giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương. Những việc làm cụ thể thiết thực đó đã khích lệ thanh niên thành phố Bạc Liêu yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc. Nhiều chị em dù hoàn cảnh rất khó khăn vẫn động viên con em lên đường phục vụ quân đội. Hội phụ nữ năm nào cũng đều thực hiện cái kế hoạch giao nhận quân của ban chỉ đạo thành phố. Trong đó có các cái chỉ tiêu của thanh niên trên địa bàn thành phố thì cũng có phụ trách các đơn vị. Tuy nhiên thì cái công tác vận động chung đối với hội viên phụ nữ mà có con em là thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ á, thì hội phụ nữ thành phố quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là đối với những gia đình mà hội viên có hoàn cảnh khó khăn á, thì hội thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Bên cạnh thì cũng có tranh thủ mình các mạnh thường quân có những cái phần quà gọi là giúp đỡ các gia đình khó khăn để tạo cái sự yên tâm cho gia đình, cho con em mình lên đường nhập ngũ. Thì hàng năm đều cùng ban chỉ đạo thành phố, trong đó có cái vận động là sổ tiết kiệm. Bên cạnh thì hội cũng có vận động mà trao nhà ở cho hội viên mà khó khăn về nhà ở mà có con em đang tại ngũ. Rồi bên cạnh thì từ Tết nhất rồi những ngày lễ đều có tranh thủ những cái suất quà đối với gia đình hội viên phụ nữ nghèo mà có con em làm nhiệm vụ.
Ngoài ra thì cũng thực hiện cái công tác là vận động, tuyên truyền, thực hiện cái luật nghĩa vụ quân sự đối với tất cả mà người dân, trong đó quan tâm nhiều hơn đối với là lực lượng hội viên phụ nữ mình. Trong đó thì phụ nữ là cái vai trò động viên con em mình là vai trò chính trong gia đình. Ví dụ như các chị cũng gần gũi vì động viên con. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều gia đình hội viên trong cái thực hiện tốt trong công tác này. Đặc biệt là các cái cô ở dưới chi hội thì khi mà đi tham gia vận động thì các cô thực hiện rất là tốt trong công tác thực hiện chủ trương mà đưa con em lên đường nhập ngũ. Thì năm nay tình nguyện mà đối với gia đình thanh niên mà con của hội viên thì cũng rất là cao. Đối với tôi là một người hội viên phụ nữ thì năm nay thì có một đứa con đã lên đường để nhập ngũ. Thì với hoàn cảnh của hiện tại thì gia đình rất là khó khăn. Bây giờ chỉ có là một mẹ một con thôi, ông xã thì cũng mới vừa mất được vài tháng nay thôi. Nhưng mà với tinh thần là cũng vận động con cái mình lên đường để nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc tốt. Bên cạnh đó thì cũng vận động là các con em ở của chị em phụ nữ trong khóm đã đến tuổi nhập ngũ thì cũng còn lên đường để bảo vệ Tổ quốc, thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng tốt. Đại đa số thanh niên thành phố Bạc Liêu nhập ngũ lần này đều nhận thức được rằng vào quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi thiêng liêng của tuổi trẻ. Môi trường quân đội là nơi để thanh niên đem sức trẻ của mình cống hiến cho Tổ quốc, nhưng cũng là nơi tốt nhất để thanh niên rèn luyện và trưởng thành. Dù mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau, song vượt trên những lợi ích trước mắt của cá nhân, gia đình, tất cả họ đều nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quyền và nghĩa vụ của một công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau khi đó, tôi nhận được tin là tôi đậu nghĩa vụ quân sự, thì tôi trong lòng tôi rất là phấn khích. Và gia đình và bạn bè tôi cũng rất là ủng hộ tôi. Tôi sẽ cố gắng là hoàn thành tốt công tác nghĩa vụ của mình và trở về nhà quê. Tôi là thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ năm 2018. Khi nào có quyết định đi, tôi sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Và tôi chấp hành tốt các nhiệm vụ được giao của cấp trên giao cho. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày nhập ngũ đã sẵn sàng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, gia đình đều dành những gì tốt đẹp nhất để mỗi tân binh yên tâm phấn khởi lên đường nhập ngũ, góp phần tô thắm thêm truyền thống của thành phố Bạc Liêu, anh hùng. Chuyên mục thành phố Bạc Liêu trên đường phát triển kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương mục kỳ sau.